Các bạn thân mến, sức hấp dẫn của một ngôi nhà không chỉ nằm ở phong cách thiết kế mà còn nằm ở cách vận dụng khéo léo ánh sáng dành cho ngôi nhà. Và ngày hôm nay, để hiểu hơn về ánh sáng đẹp cho ngôi nhà của mình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với kiến trúc sư nội thất Phan Nguyên Bảo, giảng viên của Viện Thiết kế ADS Việt Nam. Xin chào anh Bảo và cảm ơn anh đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào các bạn và xin chào anh Lưu Bình Hải. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên tôi dành cho anh đó là khi chúng ta nhắc tới ánh sáng thì mọi người sẽ hiểu nôm na rằng là ánh sáng dùng để chiếu sáng, như vậy có đúng không ạ? Như chúng ta đã biết thì ánh sáng đó chính là cái nguồn cung cấp năng lượng cho cuộc sống. Và ngoài cái công dụng đó thì nguồn ánh sáng còn cung cấp cái ánh sáng cho chúng ta sinh hoạt trong mỗi ngày. Và nó còn có tác dụng như là tránh ẩm mốc. Và một cái điều quan trọng của ánh sáng đó là nó làm cầu nối để liên kết giữa cái không gian bên trong và bên ngoài nội thất. Nói cái khác đó là nó liên kết con người với thiên nhiên. Thì thông dụng cái nguồn sáng, chúng ta có hai cái nguồn sáng, đó là nguồn sáng tự nhiên và nguồn sáng nhân tạo. Thì nguồn sáng tự nhiên thì chúng ta đã biết là nó đến từ rất là nhiều nguồn, như từ mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao. Nhưng mà nguồn chiếu sáng chính đó là chính là ánh sáng mặt trời. Đối với nguồn ánh sáng tự nhiên thì chúng ta sẽ không thể nào mà điều khiển được. Nhưng chúng ta có thể thay đổi nó bằng những phương pháp chúng ta lấy sáng và chúng ta chọn cái hướng lấy sáng như thế nào. Và bên cạnh đó chúng ta có thể sử dụng những cái vật liệu để hỗ trợ làm điều tiết lại cái bức xạ của ánh sáng thiên nhiên. Và cái nguồn sáng thứ hai đó là nguồn ánh sáng nhân tạo. Thì nguồn ánh sáng nhân tạo thì nó là những cái loại đèn do con người chúng ta tạo ra, từ thô sơ cho đến hiện đại. Những loại đèn thô sơ như là những cái đuốc, ngọn nến cho đến những cái đèn dầu. Và những bóng đèn mà hiện đại như bây giờ là bóng đèn điện. Thì đối với cái nguồn ánh sáng nhân tạo thì cho phép chúng ta chủ động trong cách mà chúng ta sẽ bố trí cái cường độ chiếu sáng và cái không gian mà chúng ta cần chiếu sáng đến. Thưa anh, tôi nghĩ rằng từ hồi xa xưa chắc chúng ta chỉ có đúng một nguồn sáng thôi, đó chính là nguồn sáng tự nhiên đúng không ạ? Thì chúng ta hãy đi về ngược thời gian vào thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ 15 để chúng ta học về cái phong cách kiến trúc Gothic nhà thờ. Cái cách mà họ sử dụng ánh sáng mà mang triết lý là tâm linh. Thì ở ngày hôm nay thì cái nghệ thuật sử dụng ánh sáng nó không còn dừng ở mức độ là thể hiện cái triết lý tâm linh nữa, nhưng mà nó đã phát triển rộng rãi trong bất kể một công trình kiến trúc và nội thất nào. Và thời gian thì nó hình thành, nó trở thành một cái ngôn ngữ không thể thiếu được trong một cái công trình kiến trúc và nội thất. Và rõ ràng tôi thấy rằng khi chúng ta đi tới châu Âu đi, thì chúng ta vẫn nhìn thấy cái sự hiện diện của những ngôi nhà thờ từ rất rất nhiều thế kỷ trước. Là khi mà họ ở phía bên trong họ không bật một ngọn đèn nào, nhưng mà ánh sáng của mặt trời vẫn chiếu rọi vào. Và tất cả chúng ta, những người đi tham quan cái ngôi nhà thờ đó thì đều cảm thấy nhỏ bé dưới cái luồng ánh sáng cực kỳ. Gọi là tôi nghĩ rằng một cái nguồn ánh sáng nó vừa tâm linh mà nó vừa huyền bí đúng không ạ? Dạ vâng đúng. Vâng, thì bây giờ không biết các thiết kế nội thất thì họ còn vận dụng cái cách lấy ánh sáng từ cổ xưa đấy không? Thưa nãy là vẫn còn đối với cái những cái kiến sư bậc thầy trong kiến trúc hiện đại và điển hình như là Le Corbusier hoặc Louis Eichen và Tyrando, thì nhắc đến Le Corbusier thì giống như chúng ta trong âm nhạc cổ điển nhắc đến Mozart và Beethoven vậy, giống như là một cây đại thụ trong cái kiến trúc hiện đại và cách sử dụng ánh sáng của Le Corbusier. Và ông là người đầu tiên sử dụng những cái khe lấy sáng ở trên mép cái trần và để tạo ra một cái vệt sáng đi từ bên trần vào. Và cái người thứ hai đó là kiến sư Louis Eichen, và ông được mệnh danh là bậc thầy trong cách sử dụng ánh sáng thiên nhiên. Là đối với ông là một không gian nếu như mà thiếu ánh sáng thì không gian đó sẽ không bao giờ tồn tại. Và khi ánh sáng nó đi vào căn phòng của các bạn thì ánh sáng nó sẽ kể cho căn phòng của các bạn là ok, căn phòng này nó sẽ tối như thế nào. Thì đó là cái triết lý thiết kế của cái Louis Eichen. Và một bậc thầy thứ ba đó là kiến sư Tyrando, là một người kết hợp hoàn hảo giữa kiến sư Le Corbusier và Louis Eichen, là ông ảnh chịu ảnh hưởng rất nhiều vào cái cách lấy sáng của hai vị kiến sư này. Kết hợp. Nhưng mà Tyrando có một điểm khác, đó là ông là một người sống rất là nội tâm, cho nên đối với cái kiến trúc của ông là ông ít khi nào sử dụng những cái lấy sáng mà bằng mở cửa sổ, tại vì ông không muốn những cái thế giới bên ngoài ảnh hưởng vào cái nội tâm của cái nội thất của ông. Cho nên ông rất thích mở những cái giếng trời ở bên giữa căn nhà để đưa cái thiên nhiên vào bên trong cái không gian nội thất. Với ba cái người kiến trúc sư bậc thầy mà Bảo vừa kể ra, thì tôi xin hỏi anh rằng là nếu là cá nhân anh khi được lựa chọn thiết kế thì anh sẽ lựa chọn thiết kế theo phong cách của người nào? Theo tôi thì nó còn tùy thuộc vào cái vị trí và khuôn viên của căn nhà các bạn để chúng ta có một cái phương pháp
sử dụng chiếu sáng nó hợp lý. Đối với những cái căn nhà mà mặt phố liền kề, chúng ta không có cái điều kiện để mở những cái cửa sổ hay bên hông, thì chúng ta cái phương pháp tối ưu là chúng ta sẽ vận dụng cái giếng trời để chúng ta đưa nguồn ánh sáng vào bên trong. Thì cái phương pháp giếng trời chúng ta có hai cách lấy sáng, đó là chúng ta sẽ lấy sáng trực tiếp hoặc chúng ta sẽ lấy sáng gián tiếp và khuếch tán. Đối với cái cách lấy sáng trực tiếp thì chúng ta có thể là mở giếng trời thông thoáng và ở trên chúng ta có thể làm một cái hệ máy di động. Khi cần thiết thì chúng ta có thể kéo cái hệ máy lại, và không cần thiết thì chúng ta đưa hoàn toàn ánh sáng thiên nhiên vào bên trong căn nhà. Còn phương pháp chiếu sáng thứ hai đó là gián tiếp và khuếch tán. Thì đối với cái giếng trời thì ở bên phía dưới chúng ta có thể xây thêm một cái thiết kế, thêm một cái hệ trần để cho khi ánh sáng nó đụng vào cái bề mặt và nó khuếch tán và nó lan tỏa xuống đều cho cái không gian. Đó là phương pháp mà chiếu sáng gián tiếp. Và cách thứ hai đó là chúng ta sẽ mở những cái cửa sổ. Và khi lưu ý, khi chúng ta mở những cái cửa sổ để lấy sáng, bởi vì điều kiện khí hậu Việt Nam chúng ta đó là nhiệt đới, gió mùa, ẩm, cho nên chúng ta bố trí tránh lấy hướng sáng ở phía tây, bởi vì mặt trời chiều bức xạ rất là lớn. Và trong trong điều kiện mà chúng ta cái nhà chúng ta nó đã hướng tây rồi, chúng ta không có cái cách nào giải quyết, thì chúng ta có thể vừa định hỏi anh rằng là nếu như nhà chúng ta hướng vậy. Tây rồi, chúng ta không có sự lựa chọn nào đúng khác vậy. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta cũng có cách giải quyết bằng cách chúng ta có thể sử dụng những cái vật liệu như là đèo canh mờ để chúng ta dán vào kính, hoặc sử dụng kính màu để chúng ta ngăn cản bớt cái sự bức xạ đi vào bên trong, hoặc chúng ta có thể sử dụng thêm hệ rèm cửa để chúng ta ngăn bớt đi cái sự bức xạ và vẫn đảm bảo được cái ánh sáng đi vào bên trong căn nhà. Và cái lưu ý thứ hai là khi chúng ta chỗ những cửa sổ thì chúng ta nên lấy cái cửa sổ theo phương ngang nó lớn hơn theo phương dọc, và nó vừa cái tầm mắt để chúng ta vừa đón được gió và vừa đón được ánh sáng lúc mặt trời ở còn dưới thấp. Và cái lưu ý thứ ba đó là chúng ta thiết kế tỷ lệ độ chói theo tỷ lệ là 17:3, có nghĩa là trần và tường là sàn, thì trần sẽ là cái khu vực sáng nhất, sau đó đến tường và sàn. Sàn thì chúng ta nên sử dụng cái vật liệu tối để chúng ta cân bằng cái độ chói và nó gây không gây cho cái cảm giác là bị chói mắt và tạo cái hiệu ứng tốt về cái thị giác. Bên cạnh việc ánh sáng nó cung cấp cái nguồn sáng để chúng ta làm việc thì nó còn có tạo ra một cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng về bóng đổ. Chúng ta vận dụng cái hiệu ứng của bóng đổ trong cái không gian nội thất để chúng ta tạo ra được những cái mảng sáng tối để chúng ta tạo thành cái kịch tính và cái chiều sâu cho một không gian nội thất. Và khi chúng ta lưu ý một điều là khi chúng ta chọn cái bóng đổ đối với cái văn phòng hoặc là cái phòng mà chúng ta học, thì chúng ta nên chọn cái vị trí chiếu sáng đi từ bên trái qua bên phải. Như vậy thì bóng đổ chúng ta nó sẽ đi cùng chiều với cái bàn tay chúng ta đang viết. Nếu chúng ta chọn cái hướng chiếu sáng ngược lại thì chúng ta sẽ viết trên chính cái bóng đổ của bàn tay chúng ta. Đó là cái điều lưu ý mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà rõ ràng là với những căn nhà phố như hiện nay thì chúng ta phải nói thật rằng là hơi khó để lấy được cái nguồn ánh sáng lớn nhất từ tự nhiên, đúng không ạ? Vâng, đúng. Nhưng mà chúng ta vẫn có nhiều cách để lấy. Chúng ta lấy được từ cái giếng trời, đó là cách mà chúng ta lấy hiệu quả nhất. Và theo tôi thì chúng ta nên lấy giếng trời đặt ở giữa căn nhà để ánh sáng nó có thể nó phân bổ được cho toàn bộ những căn phòng ở phía đầu căn nhà và phía cuối của căn nhà. Tôi nghĩ rằng là với các nguồn sáng tự nhiên thì các chủ nhà họ có thể vận dụng được một cách dễ dàng dựa trên những nguyên tắc cơ bản. Nhưng mà với cái nguồn sáng nhân tạo thì rõ ràng chúng ta cần phải có kiến thức một chút xíu, cần phải có thẩm mỹ nữa để chúng ta vận dụng thế nào một cách khéo léo. Vậy bây giờ anh có thể nói thêm là các nguồn sáng nhân tạo có phải chỉ là các nguồn sáng đến từ những bóng đèn hay không? Thông thường thì trong một cái không gian nội thất hiện đại thì chúng ta thông thường sử dụng hai cái hình thức chiếu sáng chính, đó là chiếu sáng trực tiếp và chiếu sáng gián tiếp khuếch tán. Đối với chiếu sáng trực tiếp là chúng ta chiếu sáng ở những điểm mà chúng ta muốn trang trí và chiếu sáng ánh sáng nhấn. Còn ánh sáng gián tiếp khuếch tán thì nó mang tính chất là chiếu sáng chung cho toàn bộ một không gian. Vậy làm sao để chúng ta biết thế nào là đủ cái nguồn sáng cho từng căn phòng khác nhau trong một ngôi nhà? Ngày hôm nay thì tất cả mọi chúng ta, đa số chúng ta trải nghiệm cuộc sống là bên trong một cái không gian nội thất nhiều hơn là chúng ta trải nghiệm bên ngoài. Thế thì cái độ chiếu sáng của bóng đèn nhân tạo thì người ta tính đơn vị chính là độ lux. Và thông thường thì chúng ta sẽ cần dùng trong vào khoảng 50 đến 500 lux. Và tùy vào mỗi khu chức năng thì chúng ta sẽ có một độ lux khác nhau. Ví dụ như đối với những khu chức năng mà đòi hỏi công việc chi tiết thì độ lux nó sẽ càng cao. Và đối với những khu mà mang tính chất nghỉ ngơi thì độ lớp nó sẽ giảm hơn, là ít hơn so với là những khu mà chúng ta đòi hỏi làm việc chi tiết.
Có nghĩa là đối với một cái không gian trong căn nhà thì theo cái kinh nghiệm của tôi thì đối với như là cái phòng làm việc, phòng học, bếp và toilet thì cái độ LED nó phải cao vào khoảng 500 LED. Vì đối với những khu chức năng đó chúng ta cần phải làm việc chi tiết và chúng ta cần phải nấu nướng cũng như là chùi rửa thì chúng ta phải cần độ sáng đủ để chúng ta thấy được những cái công việc chi tiết chúng ta làm. Còn đối với phòng khách thì chúng ta chỉ cần dùng phải 400 LED, tại vì cái phòng khách là cái nhu cầu chúng ta là ngồi chúng ta trò chuyện với nhau, chúng ta không có phải viết hoặc làm cái gì nó quá chi tiết. Và đối với phòng ngủ, đặc biệt cái phòng ngủ là cái nơi mà dành cho chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì cái độ LED cần thiết là chỉ 100 đến 150 LED. Và khi mà bố trí chiếu sáng cho phòng ngủ, chúng ta cần lưu ý một điều, bởi vì cái diện tích mà căn nhà ở thành phố chúng ta có hạn, cho nên chúng ta hay kết hợp giữa phòng ngủ và phòng làm việc. Cho nên nhiều khi chúng ta bố trí nó quá sáng để cho cái phục vụ cho nhu cầu làm việc. Nhưng theo tôi thì chúng ta nên bố trí đủ cái lượng sáng cho cái khu nghỉ ngơi, đó là 100 LED. Và bên cạnh đó chúng ta có thể sử dụng thêm một cái đèn bàn để phục vụ cho nhu cầu làm việc khi chúng ta cần thiết. Chúng ta đều có thể nhận thấy bản thân không gian nội thất chưa thể thu hút nếu không có yếu tố ánh sáng. Đối với không gian kiến trúc, ánh sáng có đạt hiệu quả sử dụng hay phát huy tính thẩm mỹ đều do cách áp dụng phương pháp chiếu sáng hợp lý. Có thể phân ánh sáng làm hai loại. Ánh sáng tự nhiên là nguồn ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi. Tuy không thể điều khiển được nguồn sáng tự nhiên này, nhưng có thể điều chỉnh nó bằng cách lựa chọn thời điểm, không gian và sử dụng nội thất để điều tiết cường độ ánh sáng. Đây là nguồn sáng tốt nhất nên được tận dụng vào những vị trí mở như phòng khách, bếp. Ánh sáng sẽ đem lại nguồn năng lượng mới mẻ và đem đến sự yên bình, thoáng đãng cho ngôi nhà. Ánh sáng nhân tạo là ánh sáng từ hệ thống điện sẵn có trong gia đình, đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt. Ánh sáng nhân tạo có những hiệu quả nhất định đối với trang trí nội thất mà ánh sáng tự nhiên không thể thay thế, như ánh sáng âm tường, thắt trần hay đèn chùm, giúp không gian trong phòng trở nên lãng mạn. Đồ nội thất khi được chiếu sáng hợp lý sẽ mang đến vẻ đẹp và điểm nhấn cho nội thất ngôi nhà. Cần chú ý sự hài hòa giữa ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo để đạt hiệu ứng cao về chiếu sáng, thị giác, sự ấm cúng và độ thẩm mỹ cho ngôi nhà. Thưa anh, thường là lý tưởng nhất nếu chúng ta có sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. Vậy thì không biết ưu và khuyết điểm của nguồn sáng tự nhiên và nguồn sáng nhân tạo là thế nào thưa anh? Cái nguồn sáng tự nhiên thì nó rất là có nhiều ưu điểm, chúng ta đã biết thì chúng ta sẽ, đó là nguồn mà vô tận và chúng ta sẽ không phải tốn chi phí để chúng ta phải tiết kiệm được chi phí. Và cái ánh sáng tự nhiên thì nó tạo được cái cảm giác là chúng ta cảm nhận được không gian vào mỗi cái múi giờ nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta ngồi trong một căn phòng vào buổi sáng thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái không gian nó khác. Và chúng ta quay trở lại vào giữa trưa nắng thì chúng ta sẽ cảm nhận được không gian nó thay đổi. Và buổi chiều và chúng ta sẽ cảm nhận được nó khác nhau thế nào. Có nghĩa là cái nguồn ánh sáng tự nhiên nó sẽ cho chúng ta có sự cảm nhận về sự thay đổi về không gian. Và cái ưu điểm thứ nữa đó là nguồn ánh sáng tự nhiên nó sẽ làm cho căn phòng chúng ta trở nên sạch sẽ và tránh được cái ẩm mốc. Và bên cạnh những ưu điểm thì ánh sáng tự nhiên nó có một khuyết điểm, đó là chúng ta không thể nào điều chỉnh được cái cường độ ánh sáng. Đối với nhiều lúc mà khi mà mặt trời về chiều thì chúng ta sẽ cảm giác là bị nóng bởi vì cái bức xạ quá cao, chúng ta sẽ không điều chỉnh được. Còn buổi trưa chúng ta chỉ có cách là kéo rèm mà thôi. Vâng, đúng. Và đối với cái nguồn ánh sáng nhân tạo thì chúng ta sẽ có chủ động hơn trong cách bố trí và chúng ta sẽ có được nhiều sự lựa chọn để chúng ta điều chỉnh được cái cường độ của ánh sáng. Và bên cạnh đó thì ánh sáng nhân tạo nó có rất là nhiều màu sắc và nó sẽ tăng thêm cái hương vị cho cái không gian nội thất nếu chúng ta chọn cái màu sắc cho nó thích hợp với cái nhu cầu chúng ta sử dụng. Cho dù sử dụng ánh sáng thiên nhiên hay nhân tạo thì chúng ta phải nên kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Bởi vì tôi rất thích một câu nói của kiến sư Miss Fenerock, là ông nói như thế này, nghĩa là con người chúng ta có cuộc sống riêng và thiên nhiên bản thân nó cũng có cuộc sống riêng của thiên nhiên. Chúng ta đừng nên phá hủy thiên nhiên bởi vì những cách mà chúng ta bố trí, những cái màu sắc chúng ta đặt trong không gian nội thất. Nhưng chúng ta làm thế nào để kết hợp con người, thiên nhiên và những gì chúng ta trang trí thành một thể thống nhất để chúng ta sống chung và dung hòa với thiên nhiên. Thì theo cái tôi thì chúng ta nên kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo một cách hài hòa để chúng ta có cái sự liên kết với thiên nhiên bên ngoài. Vâng, xin cảm ơn anh đã mang đến cho khán giả của chúng tôi những thông tin vô cùng hữu ích. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn anh Hải và xin chào tạm biệt các bạn.